Nhằm tích cực thực hiện chủ trương kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, từng bước giúp cho thu nhập kinh tế của người dân tăng lên. Đây cũng là một vấn đề quan trọng mà Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Gò Công Tây rất chú trọng để nâng cao đời sống của nông dân. Xã Bình Nhì là xã có diện tích trồng màu lớn của huyện Gò Công Tây. Hiện nay, người dân của xã tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực mang tính đặc trưng như sản xuất rau màu, dưa hấu, bí đỏ, bắp tại các ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Long, Bình Hòa Đông với diện tích hơn 120 ha. Hiện nay, cây dưa hấu S400 đang có giá cao trở lại từ 8 đến 8.200 đồng một ký, bí đỏ có giá từ 4 đến 5.000 đồng một ký. Ngoài ra, nhờ được mùa có giá ổn định, thương lái còn thu mua bông bí đỏ tại ruộng, hiện nay có giá từ 15.000 đồng một ký, mỗi ngày hái được trung bình 50 ký bông trên hai công đất. Hơn một tháng nay, các hộ trồng bí đỏ phấn khởi cho biết, năm nay bí đỏ có giá nên ngày nào cũng mướn công hái bông bí kiếm thêm thu nhập cho gia đình.